Vâng, em xin kính chào tất cả mọi người nhá. Lên kênh YouTube của Thọ Audio Phòng. Vâng, ngày hôm nay thì là rất nhiều bác đã hỏi về thùng xịn, loa xịn ấy. Thì hôm nay em sưu tầm được cho các bác vài cặp thùng B1B850C đúng nhá. Dòng này thì thùng quét sạch sẽ đẹp đẽ ngon lành, nói chung đã dọn lại cho các bác ngon lành rồi. Đấy. Nói chung mà hàng bãi về thì nói chung không tránh được những cái xước dăm, xước nhỏ, bởi vì hàng bãi mà nó sử dụng bao nhiêu năm rồi thì không tránh được. Thì nói chung mà em bao cho các bác là hàng xịn, loa nguyên bản, đầy đủ phụ kiện. Đấy, ok. Và cái BB850 này thì các bác đã biết ý, thì nó là một dòng huyền thoại rồi đúng không ạ? Dòng huyền thoại rồi. Đấy. Đấy, nói chung mà tóm lại là đồ đạc còn zin nguyên luôn. Vì cái những cái dòng thùng như này các bác kiếm nó hơi khó luôn. Nó không phải là lúc nào cũng có, em sưu tầm được mấy đôi thôi. Nói chung chép trước còn zin nguyên. Đây, em cho các bác xem luôn. Chép trước còn zin nguyên, loa nguyên bản nó chưa lau chùi gì quá nhá. Khi nào đi em sẽ lau chùi cho các bác luôn. Chép bốn chép còn nguyên này. Đấy, bốn chép còn zin nguyên các bác nhá. Đúng thùng bãi xịn luôn. Phân tần còn zin nguyên các nhá. Phân tần của nó đây, ở trong này. Đấy. Phân tần zin, loa zin. Đấy, đầy đủ ê căng, đầy đủ lưới, tem mác đầy đủ cho các bác luôn. BB850 bát 25 không nhá. Nói chung là dòng này thì các bác tìm thì nó hơi khó rồi. Thì gần như là không có luôn mà mua đấy ạ. Đấy, em cũng lâu lắm em mới mua được mấy đôi thùng thôi. Đấy, căng kiếc đầy đủ, lưới nước đầy đủ. Nói chung mà đôi này nó khoảng hơn 4 triệu thì đôi thùng này em bán cho các bác giá 2 triệu 2 bao ship. Ok. Đảm bảo cho các bác thùng quách không gãy lát. Đấy. Không gãy lát, loa còn nguyên bản các bác nhá. Loa còn nguyên bản cho các bác luôn. Đấy, loa còn nguyên bản. Đầy đủ chép. Đầy đủ 2 4 này, 4 chiếc chép một thùng này. Tổng tất cả cái đôi này nó là 8 chép các bác nhá, 8 chép. Đấy. 8 chép và phân tần đầy đủ cho các bác, đúng phân tần xịn hãng luôn. Tất cả còn zin nguyên luôn các bác nhá. Đấy, bao cho các bác luôn. Đấy, thùng quách đẹp, nói chung là không vỡ lát gì cả, đầy đủ cái phụ kiện. Em chỉ có mấy đôi này thôi các bác nhá. Bác nào mà chốt thì chốt 2 triệu 2 một đôi. Em bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đấy. Đọc tiền ship không đã tính bằng tiền trăm rồi các bác nhá. Nên là các bác nào có nhu cầu thực sự thì alo cho em. Bởi vì cái nhu cầu những cái thùng trước này các bác hỏi em rất nhiều rồi. Nó lúc muốn mua còn chẳng có, mà lúc muốn có còn chẳng muốn mua. Tóm lại bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Đấy, ok. Số điện thoại 0937481666 anh em nhé. Đấy, số điện thoại của em là 0937481666. Ok, anh em nào có nhu cầu mua bát 25 4 chép mọi người nhé. BOB850C xịn. Đấy, hàng bãi xịn luôn. Cam kết nếu không phải hàng bãi em biếu không cho các bác, không cần lấy tiền. Ok chưa? Ok. Anh em xin chào tất cả anh em nhé.